Dạ vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhật Bãi nhé. Hôm nay thì em lại lên video review báo giá cho bà con một cái lô máy xới nhảy cao cao này, một cái lô máy xới tạt luống đa chức năng quay tay lái 360 độ nhé. Đó, các con máy xới nhảy cao cao trục đứng này, Kubota, Yangma, đó, Mitsubishi, các con máy tạt luống xới đảo chiều xuôi ngược trục lắp này của Yangma, đó, rồi là Kubota TX400 này. Đó, con kia chỉ có con Kubota TX400 kia chỉ có 5.9 triệu thôi bà con nhá, 5.900.000 thôi là bao ship tới tận nhà, tạt luống xới đất phay đất, công suất là trên 4 ngựa nhá. Con Yangma này là tạt số đảo chiều xuôi ngược trục lắp của dàn phay trục lắp nhá. Đó, giá chỉ có 12.500.000 thôi là bao ship tới tận nhà. Hôm nay thì các cái dòng máy xới nhảy cao cao đây thì em có báo giá hết lên trên cái mặt máy đấy bà con nhá. Đó, đánh dấu đánh số hết trên mặt máy đây. Thì bà con cứ xem con máy nào cảm thấy ưng con máy nào thì cứ gọi cho em, chốt trên video nhá. Em có đánh số này, số 3 này, số 2, số 1 này, số 5, số 4, số 9, 8, 7, 6. Đó, thì bà con ưng con nào thì cứ báo nhá. Đấy, ví dụ như con Kubota này đa chức năng này có 5.9 triệu thôi, bao ship tới tận nhà nhá cho bà con. Đó. Đa chức năng tay lái quay 360 độ tạt luống xới đất làm xới nhảy cao cao, kéo cày trâu, kéo chư luống tích hàng, cày trâu cày lật đều được hết bà con nhé. Đó, rồi cũng không để bà con chờ đợi lâu. Ở đây ví dụ như con Mitsubishi này thì nó chỉ có 7.8 triệu thôi, tạt luống công suất 5 ngựa nhá, Mitsubishi. Đó, rất là VIP luôn, chỉ có 7.8 triệu thôi. Đó, còn thì con Mitsubishi này giá là 4.5 triệu cao cao xới nhảy. Cao cao xới nhảy có 2 số tiến, 1 số lùi này, 3 ngựa của Yangma nhá. Đó, cao cao xí nhảy của Yangma 4 ngựa này, 2 số tiến, 1 số lùi nhá. Đó, kết hợp với lại đảo dây Cora là thành đi 4 tiến 2 lùi. Rồi Kubota là 2 tiến 1 lùi này. Đó, rồi là Mitsubishi là 1 tiến 1 số tiến 1 số lùi này. Kubota TMA35 3 ngựa rưỡi, động cơ OHV đều rất là cao, 2 số tiến 1 số lùi này. Đó. Và các cái dòng kia vòng đà tạt luống đảo đây lên luống nhá. Rồi. Con số 1 thì đây là các cái phụ kiện mà nó có thể gắn được nhá. Tất cả các cái dòng máy cào cào đây bên em hôm nay lên video đây nó đều gắn được cái lưỡi cày chi luống tách hàng này nhá, và cày trâu nhá, trừ con này với con Mitsubishi kia và con Kubota này thì không gắn được lưỡi cày cày trâu thôi, còn tất cả mấy con này đều gắn được cày trâu hết nhá bà con nhá. Đó, đều có chu gắn hết nhá, chưa? Đó, đều tất cả đều có chu gắn, kể cả mấy dòng đa chức năng này đều có chu gắn hết này, đều có chu gắn cày trâu hết nhá. Rồi, con số 1 giá là đi con Kubota trục đứng, con này thì phần trong của nó rất là ok, đẹp đẽ, nói chung là máy móc sạch sẽ lắm, rất là ok luôn. Đó, trục đứng đây, con này hiện tại đang đi bộ liềm ống xới nhảy, xới ống này, chống lầy, gọi là chống lầy, liềm xới chưa có mòn, chống lầy nhá, liềm xới chưa mòn. Đó, con này thì bu biếc đen xì nguyên. Giá của nó là đi 4.5 triệu là bao ship tới tận nhà nhá. Giá hôm nay là em bao ship tới tận nhà. Đó thì bà con quan tâm hoặc là mua hàng thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại bên em là 0967702477. Bà con gọi trực tiếp hoặc kết bạn Zalo nhá, em sẽ gửi video chi tiết từng con máy qua cho bà con. Đặc biệt là nhiều dòng nữa thì chắc chắn là trong 1-2 ngày tới sẽ lên nhiều cái video dồn dập hơn. Máy một giò một bánh, máy tạt luống hai bánh lỡ, hai bánh cao su tạt luống nhá. Rồi. Đây, con này hiện tại đang đi cái cây trống này. Bà con không thích cái cây bánh lái này ấy, thì em sẽ đổi cho bà con một cái cây kiếm trống nhá. Đó, bình xăng con này bằng nhựa này, bình xăng nhựa, máy móc sạch sẽ lắm, rất ok luôn. Bình xăng bằng nhựa nhá, 100% đây, rất là an tâm, không sợ gì sét. Đó, sạch sẽ lắm, có 4.5 triệu thôi, một con xí nhảy cầu cào, phần xăng còn đẹp như thế này. Con này thì chỉ bóp côn là chạy thôi, bóp nhả côn này, bóp côn nhá, giật nổ ở đây, tay ga này, nâng hạ chỉnh có thất tay lái này. Con này nói chung là xới đất, làm tơi đất, phay đất thì rất là ok. Nếu bà con mà hiện tại cái này thì nó rộng tầm khoảng 1 này 2 80 phân, nếu bà con không thích cái bộ xới nhảy cao cao chống lầy này ấy, thì em sẽ đổi cho bà con cái bộ xới truyền thống này nhá, truyền thống xới dạng xương cá này. Đó, rồi đây. Kubota thì nói chung là các cái dòng này, thứ nhất là nó ổn định, thứ hai nó tiết kiệm xăng lắm, rất tiết kiệm xăng, nó siêu ăn ít xăng, tại vì động cơ của nó có 2 ngựa 7 thôi, nó trên 2 ngựa thôi, 2 ngựa 4, 2 ngựa 7 gì đó nhá. Rồi, lên ống này thì nói chung là nó chống lầy, đặc biệt là nó không có bây giờ bị lún lầy gì hết á, đất cát, đất sỏi đá, đất ướt gì đều đánh được nhá. Rồi, bao ship tới tận nhà 4.5 triệu. Đó, bà con ưng con nào thì báo em nhé. Rồi, tiếp theo con số 2 này thì con này là một con máy Yangma cào cào, có số 2 số tiến và 1 số lùi nhá, 2 tiến 1 lùi, đó, 2 số tiến 1 số lùi, thì kết hợp với đảo tầng dây Cora trong này là thành đi 4 số tiến và 2 số lùi nhá. Đó, 4 tiến 2 lùi.
Rồi, con này thì là một con máy Giang Ma, hiện tại đang sử dụng một cái động cơ là OHV này. OHV đúng chưa? Máy móc rất là sạch sẽ. Rất là ok luôn. Con này công suất là 3 ngựa. 3 ngựa đây, 3PS đây. 3PS nhá, 3 ngựa nhá, GA90SK. Đấy thì máy móc sạch sẽ lắm. Con này thì nói chung là nhẹ nhàng. Con này thì có số động cơ dòng OHV này, Giang Ma GA90. Đó, chế chiếc đây, lọc bụi bằng nhớt đầy đủ hết nhá. Con này sạch sẽ lắm. Đấy, rất ok luôn. Đó thì các cái dòng này, thứ nhất là nó tiết kiệm xăng, thứ hai nữa là nó đầm. Con này thì con Giang Ma này nó sẽ đầm hơn con Kubota này một chút nhá. Tại vì là con Kubota này trọng lượng nó nhẹ hơn. Con này thì nó có hộp số. Hộp số của nó đây nó có 1 2 số tiến và 1 số lùi này. 2 tiến 1 lùi nhá, kết hợp với đảo dây Gora bên hộp dây trong này. Thành đi 4 số tiến 2 số lùi. Đó. Cái này có thể gắn được lưỡi chia luống tách hàng, gắn được lưỡi cày trâu, gắn được lưỡi cày trâu cày lật, gắn được lưỡi chia luống tách hàng nhá. Đó, cốt này là cốt lục giác, rất là thuận tiện cho mình gắn tất cả các nhiều các cái công việc khác nhau. Đó, tay lái rất là trường và dài và cứng này. Đó, nó rất là chắc chắn. Nói chung con này nó đầm lắm. Nó làm cò cào xí nhảy, nó không có nhảy lọc cọc đâu. Nó rất an toàn, cực kỳ an toàn luôn. À, giá của nó có số 2 này là giá là đi 5.900.000 nhá. 5.900.000 là bao ship tới tận nhà. Bô bếp đen xì đây, nhá. Con này đời rất là cao, động cơ máy xéo máy nghiêng đời rất là cao luôn nhá. Đó, hiện tại là bộ sới mới như thế này đây, 5.900.000 nhá. Bà con thích gắn chống lầy, đổi chống lầy hay là gắn lưỡi sới thì em sẽ đổi cho. Còn theo máy nó là có bộ như thế này. Rồi, máy móc đẹp đẽ lắm. Đó, 5.900.000 là bao ship tới tận nhà. Có côn, có gài côn trên tay này. Nhà côn khẩn cấp này, gài côn khẩn cấp này. Đó, có tay ga trên tay nhá. Công tắc tắt máy ở đây, đúng chưa? Đó, tay nâng hạ chỉnh quan thất tay lái. Nói chung con này rất là cứng cáp. Nó có thể kéo được cày trâu, cày lật, kéo được lưỡi chia luống tách hàng ở đây nhá. Đó, khớp của nó rất là lớn. 2 số tiến, 1 số lùi. Kết hợp với đảo chiều dây Gora là thành đi 4 số tiến 2 lùi nhá. Rồi ok. Tiếp theo đến con số 3. Con số 3 là con máy Mitsubishi. Con này thì nói chung là bán rất nhiều rồi. Thực sự là con này nó rất là ổn định. Nó sẽ ngon hơn Honda rất nhiều. Tại vì là cái trọng lượng của nó đầm. Đặc biệt là động cơ của nó rất là mạnh mẽ. Khung sườn của nó chắc chắn hơn Honda. Honda cục trục đứng rất nhiều. Đó, Mitsubishi MM27 Mitsubishi nhá. Đó, được chưa? Đấy. Công suất của con này là 2.7 nhá, 2 ngựa 7 này, 2.7 PS GM91 OHV. Đó thì cũng là động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV, là một trong những cái phiên bản động cơ mà đời cao nhất của Mitsubishi. Đó, con này thì nói chung nó cũng nổ êm và nó dễ nổ. Phụ tùng của nó thì không phải suy nghĩ rồi. Chế chiếc đây, bình xăng nhựa nhá, con này cũng xài bình xăng nhựa này. Mấy dòng này thì đa số là bình xăng nhựa 100% hết à. Nhá. Đó. Rồi, giá của con này là đi 4.500.000 nhá, 4.500.000 là bao ship tới tận nhà. Số của nó sẽ có đi một bên là số tiến này, một bên là số tiến nhá, một bên là số lùi. Đó, bóp bên nào là đi bên đó nhá. Bóp bên này là tiến, bóp bên này là lùi. Đó, tay ga trên tay. Được chưa? Rồi là quay tay lái 360 độ này, nâng hạ chỉnh quan thất tay lái này. Có lọc bụi bằng nhớt nhá, lọc bụi bằng nhớt này. Này, con này thì rất là ok. Bô viết đen xì xám xì nguyên. Đó. Máy móc cũng sạch sẽ. Máy móc sạch sẽ lắm. Giò bánh đây, đen xì nguyên. Điểm sới thì cái nào nó mòn quá em sẽ thay điểm sới mới luôn cho bà con nhé. Cái yên trí giá chỉ có 4.500.000 thôi. Tay lái đây đẹp đẽ lắm. Côn bóp số tiến này, số lùi tay ga đầy đủ hết. Nâng hạ có thắt tay lái, quay tay lái 360 độ. Con này thì chỉ có gắn được cái lưỡi cai chi luống tách hàng thôi nhá. Đó, tại vì trọng lượng con này thì nó cũng gọn gàng thôi. 4.500.000 bao ship tới tận nhà cho bà con. Rồi tiếp theo đến con số 4. Con số 4 này là một con máy mà con 5.900.000 thôi. Là một con máy Kubota nhá. Kubota TX400 này, đúng chưa? TX400. Nói chung là nói về con máy này thì nó siêu bền, siêu ổn định. Đặc biệt là cái phụ tùng của nó rất là dễ. Và sen xích hộp số của nó thì em sẵn sàng bảo hành cho bà con con máy này tầm khoảng 5 rưỡi đến 2 năm. Tại vì là em chưa thấy con Kubota nào mà nó xài cái hộp sen, hộp xích này mà nó bị hư cả. Đó, chỉ có đầu máy hư là có. Đây, con này thì con động cơ là đi 4 ngựa này, 4 ngựa nhá, 4 PS SG160. Kubota nó là một cái gì đó nó rất là ổn định, chắc chắn, thực sự rất là chắc chắn. Con này xài lọc bụi bằng nhớt luôn này, rất là dã man luôn. Bộ chế đây mới tinh. Con này đẹp lắm, thực sự con này rất đẹp luôn. Đó, hộp đầy đủ hết tính năng. Tay lái quay 360 độ này, tay lái quay 360 độ nhá, có thể nâng hạ chỉnh quan thất tay lái này, nâng hạ quan thất tay lái. Gài côn trên tay này. Đó. Đó, cái côn trên tay thì đây sơn sườn của nó này đầy đủ hết, đẹp đẽ lắm. Nói chung là hiện tại nó đang đi bộ tạt luống nhá, đang đi bộ tạt luống. Nếu bà con không thích em sẽ đổi qua bộ sới cho bà con.
Con này thì dàn phay này có thể tháo tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, gắn với lòng bừa rụng nước rụng thụt, hoặc là làm xế nhảy xế cổ cào nhá, thì cực kỳ ngon. Nói chung con này làm xế nhảy cổ cào ấy thì nó rất là ngọt ngào. Tại vì sao? Nó đầm, cái khung sườn của nó chắc chắn và nó rất là đầm nhá. Hộp số số của nó sẽ có đi 1 2 3 4 số tiến và 2 số lùi nhá. 3 tiến 2 lùi thì kết hợp với 4 số tiến và 2 số lùi nhá. 4 số tiến và 2 số lùi kết hợp với đảo dây Gora bên trong hộp này nhá. Đó. Cần số đây. Nói chung là đẹp đẽ lắm, con này thì khả năng là nó xài ít. Đó, quay này, đầy đủ hết nhá. Công tắc tắt máy đây. Ở phía sau có cây kiếm trống nhá. Đó, rất đơn giản thôi. Mà giá có 5 triệu 9 thôi, bao ship tới tận nhà cho bà con. Con số 4 nhá. Đó, bà con cứ xem rồi cảm thấy ưng con nào thì báo em. Con này rất là chắc chắn, hiện tại đang đi cặp bánh cao su. Đang đi cặp bánh cao su nhá. Đó, giò bánh của nó đây. Coi cái giò này. Rất là đẹp luôn. Đúng chưa? Cực kỳ ok. Rồi ok. Rồi. Xem nào, đến con số 6, con này con số 5. Giá là 5 triệu 700 ngàn. Đây là một con máy Kubota TMA35 đang sử dụng một cái động cơ OHV 3 ngựa rưỡi. Đó, xế nhảy cào cào 3 ngựa rưỡi. OHV Kubota, nói chung rất là bền bỉ, thực sự là rất là tiết kiệm xăng. Đặc biệt là nó có 2 số tiến và 1 số lùi nhá, 2 tiến 1 lùi. Đó. Rồi là bóp côn trên tay. Nâng hạ có thân tay lái đầy đủ hết. Con này đẹp đẽ lắm. Này, Kubota đây. Phần trăm rất là ok. Điểm sới đây. Đó, đúng chưa? Điểm sới đây. Liều này rất là ngon. Liều nào nó cảm thấy mà không ưng thì em thay liều mới luôn cho yên tâm. Rồi. 3.5 PS này. 3.5 PS nhá, 3 ngựa rưỡi. Đúng chưa? Bô biết đen xì luôn, máy móc đây. Giá 5 triệu 7 là bao ship nhá. Con này thì đời của nó rất là cao. Thực sự đời của nó rất là cao. Động cơ Kubota nhá. OHV Kubota. Đó. Có lọc bụi bằng nhớt này, đúng chưa? Máy móc này của nó là siêu sạch sẽ luôn. Rất là sạch sẽ. Thông số đầy đủ hết nhá. 3.5 này. Đó. GH100. Bình xăng nhựa này. Con này xài bình xăng nhựa rất là sạch sẽ. Đó. Cực kỳ sạch sẽ luôn. Không bao giờ sợ lo xỉ xét cấn tặng nhá. Nâng hạ chỉnh qua thắt tay lá đây. Ở đây là bóp cài côn này, đúng chưa? Cài côn rất nhẹ nhàng này. Rất nhẹ nhàng luôn. Đó. Tự bóp luôn, tự giữ luôn nhá. Đó, cực kỳ ok. Đây, số của nó sẽ có đi 2 số tiến và 1 số lùi. Số lùi đây nhá. 2 tiến, 1 lùi nhá. Đó, cần số 7 màu luôn. Con này thì có thể gắn được lưỡi cày trâu cày lật nhá. Đó, có thể gắn được lưỡi cày chia luống tích hàng vun hàng. Lưỡi cày chia luống vun hàng viễn rộng đó. Đó. Rồi là rất chắc chắn cốt của nó là cốt lục giác nhá. Cốt này là cốt lục giác này. Đó, cốt này là cốt lục giác nhá, nên là nó rất là thông dụng. Thực sự rất là thông dụng. Máy móc đẹp đẽ luôn. Ông nhớ này, ông khác đây. Được chưa? Rồi. Kubota TMA35 giá 5 triệu 7. Con số 5 giá 5 triệu 7 là bao ship nhá. Bình xăng nhựa, 2 số tiến, 1 số lùi. Đó, cốt lục giác, tay dài cứng, trường đầm. Con này thì sới cào cào thì sới đất tơi đất mềm thì đó, động cơ đời cao rất là yên tâm. Đó, 5 triệu 7 thôi. Bao ship. Rồi, tiếp theo đến con số 6. Con số 6 là một con máy mà PMT 400. Một con máy cào cào răng ma, động công suất 4 ngựa, hiện tại đang sử dụng động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV 4 ngựa. Đó, con này thì phần trăm cũng rất là ok, đẹp đẽ. Đặc biệt là nó đang sử dụng một cái bộ dao này là rất là cao và to, dài. Bà con nhìn thấy cái chảo nó đo một găng tay không hết luôn này. Đây nhá, một cục đây, không hết luôn được chưa? Không hết một găng tay luôn này, không hết một găng tay. Rất là dài luôn. Đó. Là liềm sới của nó rất là khủng bố luôn. Thực sự rất là bự luôn đấy ạ. Nó 4 ngựa mà, bô biết sáng xịt. Con này cũng 2 số tiến, 1 số lùi, kết hợp với đảo dây Cura thành đi 4 tiến 2 lùi nhá. Đây, công suất đây, em sẽ quay công suất cho bà con. Con này giá là đi 6 triệu 2 nhá. 6 triệu 200 ngàn là bao ship. Phần tăm của con này cũng đẹp đẽ lắm. Đây. Công suất của con này là đi 4 PS này, bà con nhìn thấy chưa? GA120 nhá. 4 ngựa, máy tạt là chuyên dùng 4 ngựa đó. 4 ngựa 6 ngựa. OHV răng ma GA120, công suất 4 PS. Có lọc bụi bằng nhớt này, bộ chế đây. Đó thì dường như là như đây là những cái phiên bản mà thực sự ra là nó rất là đầm, nó rất là cứng cáp, đầm. Đặc biệt tại sao nó đi được cái bộ sới nhảy to như thế này? Tại vì là nó khỏe. Đó, con này sới đất
Con này sới đất thịt, đất cứng, đất thịt, đất pha cát thì là đều ok hết nhá. Đó. Đây. Đây. 1 2 3 4 số tiến và 2 số lùi nhá, 2 số đỏ, 2 số lùi nhá. Đó, kết hợp với đảo dây Gora trong này. 2 tiến 1 lùi sang ba. Con này có thể kéo đây, con này có thể kéo được lưỡi cày chia luống tách hàng này. Đây, con này có thể kéo được lưỡi cày chia luống tách hàng này nhá. Đó, gắn trực tiếp vào đây luôn. Mấy con mà có cái chỗ khớp nối này đều gắn được lưỡi chia luống tách hàng vun hàng này nhá. Và đặc biệt là kéo được cày trâu. Đó. Rất là to, rất là bự luôn, đúng chưa? PMT 400 răng ma, con này là 6.2. Có nâng hạ chỉnh có thấp tay lái này, lọc bụi bằng nhớt này, động cơ máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV, động cơ là 4 ngựa. Có tay ga trên tay, rồi là gài côn trên tay. Đó, nhà côn khẩn cấp, gài côn khẩn cấp. Đó, rất đơn giản, 6.2 thôi ạ. Đó, dàn phay này thì rất là rộng, bà con nhìn thấy này, từ bên này sang bên này. Đúng chưa? Thực sự nó rất là rộng luôn đấy. Cực kỳ rộng luôn, to và dài, cực kỳ to và dài luôn. Đó. Rồi ok. Đó, bà con xem thì cứ cảm thấy mọi con nào ưng nhá. Con này, con cái con bốn ngựa này chắc chắn nó sẽ nặng hơn mấy con cào cào trục đứng này rồi. Đó. Nó nặng hơn con máy 320 này một chút, tại vì là công suất của nó đến bốn ngựa mà. Đó. Rồi, 6.2, răng ma bốn ngựa, máy xéo nghiêng, máy nằm OHV. Rất là mạnh mẽ, cốt lục giác nhá. Cốt này là cốt của nó, cốt lục giác nhá. Rồi. À, tiếp theo con số 7, con số 7 là một con máy mà Kubota, con này thì con 5.5 triệu thôi. Nó là 1.5 TMA 31. Đó. TMA 31. Đó thì con này thì nói chung là phần trong của nó đẹp, thực sự là đẹp. Có ô bếp xám xịt nguyên này, đúng chưa? Con này thì cũng 3 ngựa máy 3.5 ngựa gì đó. Cũng đi một bộ sới nhảy cào cào rất là to luôn. Cực kỳ bự luôn, bà con nhìn thấy là hai cái con cào cào này giống hệt nhau đúng chưa? Rất là to và dài, chảo rất là bự luôn. Kubota. Đây, Kubota nhá. Này này bay mất cái tem mà. 3 ngựa 3.5 ngựa gì đó. Đấy, super VIP đi. Máy móc sạch sẽ lắm. Đằng trước có một cái bánh lái tạ này, mình lấy tạ nhá. Đó, bô viết sáng xịt lên, con này thì 5.5 triệu thôi. Bao ship tới tận nhà. Sang con này cũng đẹp đấy á. Cũng sáng sủa. Sạch sẽ lắm, ok lắm. Điểm sới chảo chiếc con này rất là to luôn. Cực kỳ to. Cây trống này, cây trống này nhá. Đó. Lọc xăng này mới tinh, nói chung là thiết bị máy móc của nó bên trong sạch sẽ lắm. Cực kỳ sạch luôn. Con này cũng có 2 số tiến và 1 số lùi nhá. Con này chỉ có 2 tiến 1 lùi thôi, 2 tiến 1 lùi nhá. Công tắc tắt máy đây. Nâng hạ chỉnh có thấp tay lái này. Tên này là gài côn này. Đó, đúng chưa? Móc phát gài luôn này. Móc phát gài luôn này. Đó, đúng chưa? Rồi, tay ga trên tay nhá. Có thể gắn được lưỡi chia luống tách hàng này nhá. Đó. Rồi, giá chỉ có 5.5 triệu thôi là bao ship. Con này phần trong cũng đẹp lắm, thực sự là phần trong của nó đẹp. Cốt lục giác, cúc cốt lục giác nhá. Con này thì rất là đầm, sới thì rất là sâu. Thực sự rất là sâu. Rồi. Tiếp theo con số 8. Con số 8 này là một con máy mà răng ma. Răng ma PRT 55. Răng ma PRT 55. Công suất là đi GA 160, công suất 5 ngựa 8 6 ngựa. Là một con máy đa chức năng, tay lái quay 360 độ, có thể nâng hạ chỉnh có thấp tay lái. Thì thường thường là mình tạt luống đúng không? Tạt luống hay là mình phải quay tay lái 360 độ. Nhưng mà với con máy này thì mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống á. Tại vì sao? Tại vì là nó đang sử dụng một cái trục cơ sở của dàn phay, đó là trục láp. Trục láp này có thể quay xuôi là để xới đất và quay ngược là để tạt luống, bà con nhé. Đó, nói chung là nó rất là linh hoạt. Con này động cơ OHV, máy xéo, máy nghiêng, máy nằm OHV. Tính năng chính của nó đó là xới đất, phay đất, cày đất, tạt đất, vun đất lên luống. Đó, vun ngô, vun khoai, vun mía, vun cà chua, dưa leo, măng tây, đậu phộng, làm la kim rau màu, nói chung rất nhiều tính năng. Và đặc biệt là dàn phay này, cái dàn phay đuôi láp này này có thể tháo tách rời ra nhá. Tách rời ra để kéo cày lật cày trâu, gắn mấy lòng bừa ruộng nước, ruộng thụt, kéo thùng kéo rơ móc và làm sấy nhảy sấy cào cào, nói chung là đa tính năng. Đó, con này thì nó sẽ có đi 6 số tiến và 2 số lùi. Kết hợp với đảo dây Gora. Có côn chuyển hướng nhá, bóp trái chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này. Đó, bóp phải chuyển phải này. Gài côn trên tay này, đó, nhả côn này. Gài côn này, nhả côn này. Rất nhẹ nhàng đúng không ạ? Nâng hạ chỉnh qua thấp tay lái này, quay tay lái 360 độ này, cần số đây. 1 2 3 số tiến và 1 số lùi nhé. 3 tiến 1 lùi thì kết hợp với đảo dây côn hoa trong này là thành đi 6 số tiến nhá. 1 2 3 4 5 6 số tiến và 2 số lùi nhá, 6 tiến 2 lùi. Rồi, con này có lọc bụi bằng nhớt này, trắng tinh này, lọc bụi bằng nhớt này.
bánh miếng đây, bánh trừ 7 nhá. Đây, bộ chế đây, sạch sẽ này. Bộ chế sạch sẽ này. Rồi, dòng men. Rồi đây em sẽ quay trục lát trực tiếp cho bà con. Con này thì đẹp đẽ lắm. Đây, giò chế của nó rất là ok luôn. Chưa reset thì nhiều đúng chưa? Bánh hơi bánh cái bánh hơi ố một xíu thôi. Chưa reset nhé. Đó. Rồi. Đây. Dòng mè con này nói chung là nếu mà tạt vun sới lên luống thì cực kỳ ok đây, trục lát đây các con này, các con nhìn thấy chưa? Trục lát đây nhá. Đây là cái trục lát này. Trục lát đây. Đó, trục lát đây nhá. Trục lát của Kubota này thì nó rất là bền tại vì nó không có xoay, nó nằm cố định. Đó. Đây có thể quay xuôi là để sới đất này. Đó. Và quay ngược là để tạt luống này, tạt luống nhá. Đó đúng chưa? Cực kỳ linh hoạt luôn. Các cái tấm chắn này đầy đủ hết, chưa rách rưới một cái gì hết. Đằng sau có một bánh lái đuôi nhá. Các cái chi tiết này rất là vàng, vẽ sạch sẽ luôn. Giò bánh này. Đúng chưa? Đó, nói chung là đây là một con máy mà phần trăm còn đẹp lắm, thực sự còn rất ok. Đây là số đảo chiều xuôi ngược này. Đây này, bên ngoài này là số đảo chiều xuôi ngược nhá, bên trong này. Đó. Bên trong ngoài là số xuôi, bên trong là số ngược, ở giữa là mo, số mo. Đó, đúng chưa? Tay lái đây liên này đẹp đẽ này. Rồi. Đó, con này nói chung là nếu mà bà con tạt luống hoặc bố biết đem xì nguyên. Nếu mà bà con tạt luống hoặc là vun ngô, vun khoai, vun mía, vun gừng hay là làm lá ghim rau màu mà dùng những con máy này thì thực sự là rất là ok. Bởi vì nó nhẹ nhàng, nó gọn gàng. Bà con mua thêm cặp bánh sắt nữa nhé. Mua thêm cặp bánh sắt nữa thì làm nó sẽ tuyệt vời hơn. Đó. Động cơ công suất động cơ là GA 160 này, đúng chưa? GA 160. Công suất là 5.8 sóng ngựa nhá. Rất là đẹp đẽ luôn. Rồi, giá chỉ có 12.500.000 là bao ship tới tận nhà nhá. 12.500.000 bao ship tới tận nhà. Rồi tiếp theo con số 9. Con số 9 đây là con máy Mitsubishi, đa chức năng, tay lái quay 360 độ nhá, nâng hạ chỉnh quá theo tay lái. Con này nó sản xuất ra chuyên để tạt luống và sới đất. Chỉ có tạt luống, hun luống lên luống và sới đất bà con nhá. Đó, cực kỳ ok. Rồi thứ hai nữa là nói chung là tính năng của nó trơn tru lắm. Đây, con này. Đây các con nhìn thấy đây. Quay tay lái 360 độ này. Được chưa? Đó, sẽ quay đằng sau gì để con xem dễ xem. Đây là một cái tư thế gọi là chuyên tạt luống lên luống của nó. Đó. Con này thì số của nó rất là VIP tại vì là nó có số thỏ rùa nhanh chậm của số đi, số thỏ rùa nhanh chậm của số phay nhá. Đây. Con này hiện tại đang sử dụng một cái động cơ là động cơ Mitsubishi G510L, động cơ là 5.0 VS nhé, 5 ngựa nhé, 3.5 là găng ti, mắc công suất là 5 ngựa, made in Japan, Mitsubishi đúng chưa? Đó, con này thì sạch sẽ đẹp đẽ lắm, rất là ok luôn, nói chung là chưa rửa kỹ đâu. Chế chiếc của nó đẹp đẽ nguyên này, đúng chưa? Nói chung là đây là một cái phiên bản mà động cơ đời tầm trung, đó, liềm sới chưa mòn này. Rồi số của nó thì nó sẽ có đi đây, bà con nhìn thấy là có đi 1-2 số tiến và một số lùi nhá, 2 tiến 1 lùi kết hợp với lại thỏ rùa nhanh chậm đây nhá, thỏ rùa nhanh chậm của số đi đây, đúng chưa? Đó, 2 tiến 1 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm là thành đi 4 số tiến và 2 số lùi, và đây là số của dàn phay nhá, đây là số thỏ rùa nhanh chậm của dàn phay. Đó, ở giữa là mo, ở ngoài là nhanh, ở trong là chậm nhá. Đó, con này nói chung là nó sản xuất ra chuyên để tạt luống bà con ạ, chuyên để tạt luống, thực sự là rất là mạnh mẽ. Dàn phay của nó rộng tầm khoảng 70 mấy phân đó, chuyên tạt mà, chuyên tạt chuyên sới rộng. Bánh lái rin của nó đây, bánh đôi nhá. Đúng chưa? Rồi, có côn chuyển hướng này, có côn chuyển hướng, bóp trái, bóp phải, chuyển phải. Gài côn trên tay. Quay tay lái 360 độ, nâng hạ chỉnh quá thấp tay lái này. Đó. Rồi dàn phay này đây, quên, dàn phay này có thể tháo tách rời ra nhá để kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lồng bừa, rụng nước, rụng thụt, kéo thùng cái rơ móc và làm xế nhảy xế cò cào đều được hết nhá. Đó, tại vì là nó có thể tháo được cái dàn phay này ra. Và hộp xích này có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phay. Đó. Nói chung con này thì em thấy là phần trăm của nó rất ok, mà giá của nó chỉ có 7.8 triệu thôi. Động cơ đời cao nhé. Điện pin ngoài, điện ngoài 100%. Rồi ok. Cảm ơn bà con rất là nhiều nhé vì đã quan tâm video. Nói chung là bên em sẽ lại tiếp tục lên những video máy sới tạt này, máy sới đuôi này, máy sới tạt này, vun luống lên luống này, tạt rãnh này. Rất nhiều công suất khác nhau nhé. Đó thì hôm nay thì báo giá trực tiếp như thế này để bà con có thể xem, đặc biệt là tham khảo cho mình những cái dòng máy mà mình muốn mua nhé. Rồi ok, cảm ơn bà con vì đã quan tâm video. Rồi em chào bà con.